Tôi Vũ Văn Hồng xin được kính chào tất cả anh chị. Xin giới thiệu với anh chị một tác phẩm bình mai này, chế tác bằng gỗ hương ta hương gia nai, một bình mai cực kỳ lớn vừa mới hoàn thiện xong em vẫn chưa mang vào trong phòng. Đang sở hữu chiều cao là 1m15 anh chị nhé, cao 1m15, ngang là 55 và sâu là 43. Vâng, một bình mai rất bự, riêng cái quả bình bên dưới đã trông nó đẹp xuất nhất rồi anh chị. Chưa nói đến những cái cây mai dáng thế bonsai tuyệt vời, hàng đục tứ diện, đã được gắn thêm những chú chim làm cho tác phẩm thêm sống động, và trên bình và có một nhành hoa lan. Còn cái bình hoa mai được chế tác bằng gỗ hương gia nai này thì có một chút xíu điểm rác làm cho cái gỗ rác làm cho bình này trở nên đẹp và lộng lẫy hơn nhiều. Anh chị thấy trông rất sặc sỡ và đẹp, rất tuyệt vời, một tác phẩm bình mai lớn được chi tiết tỉ mỉ với cái cánh hoa mai đẹp như thật luôn. Cho anh chị nào đã giao lưu với em thì đã biết rồi về cái tay nghề đục của bên em là rất tuyệt vời rồi, tất cả đều là những hàng kỹ hết. Vâng, để biết thêm thông tin chi tiết về giá thành trực tiếp từ gỗ sưởi Nguyễn Hồng, cái sản phẩm vừa mới hoàn thiện xong với chiều cao 1m15, ngang 55 và sâu là 43, anh chị hãy liên hệ số điện thoại 0987336318. Vâng, số điện thoại 0987336318 cũng là số điện thoại Zalo của em. Với chị nào chưa đăng ký subscribe kênh YouTube thì hãy nhấn đăng ký subscribe kênh YouTube để xem những cái video tiếp theo mà em là sản phẩm em làm ra. Xin chào anh chị và hẹn.